Vâng, em chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn xin kính chào cô chú anh chị nhé. Thì vừa rồi em làm cái game 4K súp ấy và bù cái game mà ra mắt cái bông hồng trà mi ấy. Thì là hôm nay em sẽ có những cái video ở trước. Cái video này là em đã công bố tất cả những cái kết quả và tất cả những cái gì mà liên quan đến game. Thì em đã thông báo cho cô chú anh chị rồi. Thì đến ngày hôm nay là em tạm dừng tất cả các phần quà. Tức là ngày hôm nay là hạn cuối cùng rồi và em đã dừng tất cả các phần quà. Thì hôm nay em sẽ công bố tất cả những cái giải mà của mọi người. Thế còn đây, hôm nay thì em cũng lại mới sổ thêm một bông 5 cánh trắng. Nhưng mà số em thì nó hơi xui. Cô chú anh chị ạ, số nó hơi xui. Sổ một bông 5 cánh trắng này. Rồi. Trắng tinh nhá. Nhưng mà đây nụ này trắng tinh luôn đó, số mình nó chưa giàu được cô chú anh chị ạ. Đây bông hé này, cái lưỡi này nó cứ bị lem. Đấy, nó bông này là bông thứ hai rồi mà cái lưỡi này nó cứ bị lem, nó mũi hồng này, lưỡi này bị lem, nó chưa được gọn gàng và chưa được sạch đó. Bông thì rất là đẹp rồi nhưng mà em sẽ phải để lại sổ thêm lại một năm nữa nhá. Em cái này chắc chắn là em sẽ không chia sẻ. Không chia sẻ, em sẽ để nở lại thêm một năm nữa để xem là do chế độ nó như thế nào. Nó liên quan đến bông này, 5 cánh trắng là phải để sổ ít nhất là 2 năm, nó ổn định mặt hoa thì mới bán được. Những bông như thế này thì em chắc chắn là em sẽ chưa bán. Bây giờ thì em xin phép mọi người là em sẽ công bố cái kết quả và cái phần thưởng nhá. Em công bố cái phần thưởng thôi, còn kết quả em đã thông báo rồi. Đó. Ở đây hôm nay em có vặt 2 ki mắt trâu này. Vặt 2 ki mắt trâu này. 2 ki á mắt trâu lưng xanh nhá, rất là to. 2 ki á mắt trâu lưng xanh cực to. Ki to này là 1 triệu, còn ki bé này bé hơn thì em sẽ bán là 800. Cô chú anh chị nào thích thì alo cho em. Còn em hôm nay em quyết định chia sẻ cô chú anh chị là mấy ki hồng trà mi nữa. Đây. Thì hôm nay em sẽ quyết định là em chia sẻ mấy ki hồng trà mi nữa. Cái này ấy là do ngày xưa lúc mà em mua cái chậu mẹ về nó bị thối ấy. Đây đây, cô chú anh chị nhìn thấy thân già này. Đó, cô chú anh chị nhìn thân già này. Thì thân già này nó không lên mầm gốc. Nên là lúc trước em công bố hoa ấy là em không có công bố hai cái chậu này. Đây, nó là ki cùng với cái đợt đó nhưng mà ki này nó không lên mầm gốc mà nó lên ki như thế này. Đấy, thì ở đây em có một ki này, hai ki này, ba ki này, bốn ki này, năm ki này, sáu ki. Có sáu ki thôi. Và đã đều có rễ khỏe hết rồi. Đều có rễ hết rồi, ki tự nhiên nó không có mầm gốc nên nó lên ki rất là đẹp. Đó, thì cái này em sẽ bảo hành cho cô chú anh chị là vĩnh viễn nhá. Vì bông này nó đã sổ ở nhà em rồi. Đó, bông thì em đã cho mọi người xem từ những cái video trước rồi. Thì hôm nay em xin phép cô chú anh chị là mong cô chú anh chị xem hết cái video này để xem mình có trong danh sách nhận quà không. Thì 7 cái hồng trà mi kia mọi người liên hệ qua số điện thoại giúp em nhá. Đó, thì ở đây có anh... mọi người chờ em một chút, em sẽ phân các giải ra nhá. Rồi, thì em đã phân ra tất cả các giải để báo cho mọi người. Đây là hai giải nhất này. Giải đầu tiên là của anh Đặng Nghĩa này, một giải nhất này. Của anh Đỗ Thanh Minh, một giải nhất này. Cái nick Zalo, nick YouTube là gì em không nhớ nhá. Đó, bác nào xem được cái video này thì mọi người vào ấy nhá. Đây là hai giải nhất đúng không? Đây giải đặc biệt đây này. Giải đặc biệt này của anh Dung Bùi này là một này. Và một giải của anh Tiến Đạt, Hoàng Ngọc Tiến. Cái này của tím số 8. Giải 3 thì phải, em không nhớ rõ. Dương Đình Long này. Đây một giải nhì nữa này. Anh Thành Nghị này. Đây là giải nhì nhá. Đây là của anh Lê Đình Trung này, Cửu Long này, mắt ngủ Cửu Long. Đây là của anh Tiến Dũng này, Meka đấy. Giải nhì Cửu Long Cao Phong luôn. Ui dồi ôi con gái ơi, con làm gì đấy? Giải tư này. Đây là giải tư này, có anh Tùng Trần này, anh Quân Phạm này, anh Nguyễn Xuân Trung này. Giải ba có anh Vũ Tiến Công này, anh Lê Trường này, anh Lan Rừng Tuấn Tú này. Còn đây là tất cả là những cái giải mà em làm phụ thêm. Em làm phụ thêm cho những anh em nào đoán trúng số nhưng mà mọi người lại bị đoán sau hoặc là như thế nào đó. Đó. Thì ở đây gồm có anh Phạm Thanh Tuyền này, anh Trần Đình Chiến này,
ở Hà Nội, anh Ba Cơ này ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Quang Nguyên này ở Thái Nguyên, anh Nguyễn Văn Anh ở Thanh Hóa, anh Phong ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Đỗ Hồng Sâm ở Quảng Bình, anh Nguyễn Văn Nhất ở Thanh Hóa, anh Nguyễn Tuyến ở Hà Nội, Quốc Oai, anh Nguyễn Văn Hòa ở Hoài Đức, Hà Nội, anh Nguyễn Minh Đức ở Từ Liêm, Hà Nội, anh Quang Vũ Dũng ở Hoàng Mai, Hà Nội, anh Trọng Đại ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ô, em toàn thấy Hà Nội. Cái đơn này là anh của anh Lương Thế Vinh ở Nam Định, anh lấy thêm một lọ phân thông minh này. Cái này là của anh Hùng ở Hà Nội. Ô, em toàn thấy Hà Nội thôi. Cái này của anh Hoàng Anh Tú, Lục Yên, Yên Bái nha. Lục Yên, Yên Bái, ghi lại đi. Ở Yên Bái này. Anh Trung ở An Lão, Hải Phòng, ghi cái này Hải Phòng đi. Anh Đặng Thường ở Ninh Thuận, anh Vũ Việt Pháp ở Tây Ninh. Đó là rất là nhiều quà mà em vẫn muốn nhận thêm quà nữa cho cô chú anh chị, nhưng mà không thấy cô chú anh chị nhắn tin qua Zalo cho em về chụp ảnh và gửi những cái hình ảnh mà cô chú anh chị đoán đúng sai. Vì em biết chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều người đoán trúng mà chưa có chụp ảnh và gửi sang cho em. Đó nên là trong ngày hôm nay là em sẽ dừng tất cả các quà, đến thời điểm này em sẽ dừng tất cả các quà rồi nha. Nên là cô chú anh chị nào mà chưa được quà ấy, thì cô chú anh chị thông cảm, chuẩn bị game 5K rồi. Game 5K thì cô chú anh chị em sẽ làm nó rõ ràng hơn, nó hay hơn một chút để cho cô chú anh chị chơi cho nó thoải mái và cho nó công tâm thôi. Đó, game này thì rất là nhiều người bảo là thế nọ thế kia, nhưng mà em xin phép cô chú anh chị là em sẽ muốn làm hài lòng, hài hòa tất cả các cô chú anh chị luôn. Đó là gì ạ? Đó là em bảo những ai mà đoán trúng thì cứ chỉ cần chụp hình ảnh và gửi sang cho em, sau đó là em sẽ tặng quà cho cô chú anh chị nhá. Ở đây đơn quà nào rẻ nhất là 300.000, ví dụ như hai mắt ngủ phi điệp lập thạch F22 lá gân lập thạch là 200.000. Và mọi người cũng lưu ý nha, tất cả đơn hàng của em bây giờ đều có con dấu này, đều có con dấu đỏ này, là mang tên công ty An, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Thành Phát. Mọi người nha, tất cả hàng của em đều phải có con dấu này mới là hàng của em. Còn nếu đơn hàng nào không có con dấu này, tức là không phải hàng của em, mọi người khỏi nhận luôn. Đây, cái này chưa có dấu này. Đây anh Trọng Đại này chưa có dấu này. Lấy hóa đơn khác ghi lại. Đổi hóa đơn luôn. Cái nào không có dấu phải làm có dấu. Đây, mọi người nhìn nha, tất cả đều có con dấu đỏ A, mang tên công ty An Thành Phát, mang tên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Thành Phát thì mới là đơn hàng của em. Còn nếu như đơn hàng nào không có con dấu này, tức là không phải hàng của em, mọi người khỏi nhận nha. Nếu là cái đơn hàng này không phải của em, nếu là những cái đơn hàng mà không có dấu đỏ này thì đương nhiên là không phải của em, mọi người khỏi nhận luôn. Đó, không cần phải mở xem hay làm gì cả, nếu chỉ cần không có dấu thôi là mọi người không cần phải nhận nhá. Vì chắc chắn đấy là dấu, đấy là đơn hàng giả, không phải đơn hàng của em. Đó, chắc chắn đấy là đơn hàng giả, không phải đơn hàng của em. Em làm theo một cái cách là chuẩn và ok để cho anh em chơi cho nó chuẩn. Mua là phải đúng hàng và nhận là phải đúng của em thì mới nhận, không phải của em thì thôi không nhận. Còn đây là một bông năm cánh trắng mới thì hơi buồn một chút là nó bị đó thì chia sẻ với cô chú anh chị là tất cả hàng ở đây. Thế còn video thì cũng mong là cô chú anh chị xem hết. Cho em xin một nút đăng ký kênh. Úi, con gái đây. Đây là cũng chia sẻ với mọi người là đây là con gái. Con gái Trà My. Và cũng là bông hồng của em cũng đặt tên là Trà My thì cũng là tên con gái luôn. Đấy. Con gái đây. Chia sẻ cô chú anh chị là con gái hiện bây giờ đang là hơn 5 tháng tuổi nhá, hơn 6 tháng. Đó. Còn đây em cũng chia sẻ với cô chú anh chị luôn. Đó là ngày hôm nay thì giờ này cũng em cũng đang bật nước tưới lan. Vì ban ngày nó rất là nắng nóng. Vườn của em thì em chủ yếu là tưới vào thời điểm trời mát thôi, chứ còn không tưới vào trời nắng nóng. Đó, còn cô chú anh chị nào mà em chia sẻ cô chú anh chị những cái
gọi là để cho cô chú anh chị là tham khảo và chia sẻ kinh nghiệm của em. Đây là chia sẻ kinh nghiệm của em nhé, để cho cô chú anh chị tham khảo. Cái nào cô chú anh chị thấy hay thì làm theo, cái nào không hay chúng ta bỏ qua. Rồi, đó, video em chia sẻ cô chú anh chị đến đây thôi. Em xin phép là dừng video ở đây. Và cô chú anh chị nào mà có quà game ngày hôm nay thì là đến ngày sáng ngày mai là em sẽ gửi cho mọi người rồi nhá. Đó thì mọi người để ý điện thoại nhận hàng giùm em, và cô chú anh chị thông cảm là em tặng rất là nhiều rồi, nên cô chú anh chị lưu ý là trả cho em cái tiền ship nhá. Tại vì em cũng tặng hơi nhiều quà. Rồi, em cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem video nhá.